Ở đây cái mạc của nó nè. Ta Cao Ca Gia Ban. Khuôn này giật nha quý vị. Đó thì còn đầy đủ hết trơn á. Mạc. Xin chào quý khán giả của Từ Siêu. Hôm nay Từ Siêu muốn giới thiệu cho quý vị ba dàn máy đang kêu thanh lý. Ở đây là có máy ép, có khuôn tiện và máy cưa sắt. Bây giờ Từ Siêu mời quý vị vô chi tiết để xem coi như thế nào. Giá cả thì không tiết lộ trên đây. Muốn mua cứ gọi cho anh chủ nha. Mình chỉ quay clip giúp cho ảnh, không có ăn cò gì hết. Gọi cho ảnh nha, số điện thoại trên hình. Hiện tại Từ Siêu đang có mặt ở cống ngăn mặn Linh Quỳnh, xã Linh Quỳnh, hòn đất Kiên Giang. Trước mặt quý vị đây, đó, khuôn tiện, máy ép và máy cưa. Bây giờ sẽ vô chi tiết nha. Chúng ta vô cái phần khuôn tiện trước. Phần chiều dài của nó là 2m2. Đó, lớn nha. Còn ở đây là lỗ là 40 ly. Lỗ 40 ly. Rồi chống tâm á là 900. Qua băng là 200. Đó. Rồi qua hầu là 600. Như quý vị thấy là ở đây anh chủ là không dùng đến nữa, cho nên là nhờ Từ Siêu thanh lý. Còn về phần giá cả này nọ đó rồi cứ gọi cho ảnh nha. Này là xài điện 3 pha đó. Trong đây nè, coi dây cu go nè. Mình thì mình không có làm cò làm gì hết á. Mình chỉ là quay giúp cho ảnh, đăng lên kênh đó. Ai mua gọi cho ảnh. Ở đây cái mạc của nó nè. Ta Cao Ca Gia Ban. Khuôn này giật nha quý vị. Đó thì còn đầy đủ hết trơn á. Mạc. Gọi cho ảnh nha. Chút sơn zin mà. Ở đây là về phần đầu chấu là 200 nha quý vị. Khuôn tiện thì mình thấy là nước sơn là sơn zin đó. Rồi sát sát vô mấy giúp mẹ chờ mấy ảnh coi. Ừ. Nè. Có dít me nè. Ở đây mình không có gành nghề tiện cho lắm nha, cho nên là có gì quý vị cũng thông cảm, dành cho những ai muốn mua về làm nghề đó, cho đệ tử mới ra nghề gì đó. Rồi xong phần này ha, bây giờ chúng ta sẽ qua phần máy ép đi. Ở đây là cái motor này nè, là 20 ngựa. Ben thủy lực nè. Về phần á là cái ti á thì anh chủ anh nói á là 70 ly. Ti này là bao đẹp nha quý vị. Đó, bao đẹp. Quá mướt. Ai mà đã từng gáp lại á thì biết được cái giá mà để làm ra nó là như thế nào ha. Về phần chiều cao á là 1m8 nha. Chiều cao đó là 1m8. Cao 1m8. Ngang á thì là 1m5. Wow, nhìn cái vàng này mướt quá ha. Này mình về mình ép ba cái láp cong nè, rồi chân vịt nó cong, nói chung là tùy theo ha, muốn ép gì ép. Xài điện 3 pha nha. Về phần sắt á, ở đây á là anh chủ nói là chữ H. Đó, sắt chữ H nha. Đó, rồi có kết cấu ốp khung thêm là khung sắt để chịu cái lực tải đó. Gọi cho ảnh đi. Ở đây giá cả thì ảnh nói là những người nào cần sẽ thương lượng với ảnh. Nhiều khi đăng lên rồi giá cả này nó cũng khó lòng lắm quý vị. Cũng vài chục món à. Thì quay là quay thực tế như đó. Mình là mình không phải làm cò nha, xin nhắc lại nha. Gọi cho ảnh số điện thoại trên màn hình đó. Ở đây là còn cái mặt motor luôn nè. 20 HP đó.
15 kW. Còn đóng cái mạc đàng hoàng. Zin nha. Này chắc mua nghĩa địa quá. Thì mình quay giúp cho chủ đó. Có sao mình quay vậy à. Còn đồ đạc ở đây là ai thiếu thì đem về nha. Dàn máy ép này bây giờ nếu mà quý vị làm mới á, là cũng hơn 50 đó quý vị. Hơn 50 đó. Công cán thợ thầy các kiểu. Tiền vận chuyển này nọ đó. Đủ thứ hết trơn. Thương lượng gì đó gọi cho ảnh. Ở đây là có xe cẩu luôn nha. Xe cẩu vận chuyển dễ dàng đó. Rồi bây giờ qua phần bên máy cưa nè. Máy cưa đây. Máy cưa này là nó xài điện 220 đó. Thì muốn cưa nóc cưa, cưa sắt thì cưa. Nó còn cái mạc luôn nè. Nó là 110 kg ha. Đó. Nước sân zin luôn nha quý vị. Cái này ảnh em về mà bây giờ ảnh không có dùng đến, nên là nhờ từ siêu quay lên gã luôn. Muốn mua cái gì mua. Nó ai thiếu gì á thì cứ gọi cho ảnh nha. Găng còn im quá quý vị ơi. Đang hoạt động bình thường nha quý vị. Ở đây là cái này là xài điện nhà nè. Là ở đây đem vô thử đàng hoàng. Đó. Cái dàn máy cưa này nè, cưa inox, cưa sắt gì đó. Ở đây mình để cái láp nè, 120, đó, 140 gì đó, muốn cưa gì, láp nào cưa. Nó thử đàng hoàng ha. Còn phần này á là anh chủ nói á là bao sóng. Đó, bao sóng đàng hoàng. Nếu mà quý vị ở nhà có điện 3 pha rồi, đem về là gắn vô. Đó, hoạt động bình thường. Còn mà nếu quý vị xài điện 220, ở đây sẵn sàng chế cho quý vị xài điện 220 lại, cứ thỏa thuận với chủ người ta làm cho hết. Hai cái này là điện 3 pha. Chế lại 220 là bình thường nha. Quý vị muốn mua neo thì cứ điện cho ảnh. Ở neo này chưa có sơn, tại vì nhiều khi người ta thích sơn màu đen, có người thích sơn màu cam, có người thích sơn màu xám, nói chung vậy đó. Thì căn ký tính tiền cũng nhẹ lắm. Giá cả phải chăng ha. Nó neo lớn đàng hoàng, neo ve cào, cái này 162 kg nè. Giờ muốn đặt neo nào đó ảnh cũng làm cho luôn. Thì cái số điện thoại trên màn hình là của chủ đó, cứ gọi cho ảnh đi nha, muốn mua cái gì đó cứ gọi cho ảnh. Rồi mình quay đến đây thôi nha. Ai làm nghề thì em về, giá cả thì món vài chục thôi. Cái kia thì nó rẻ hơn. Đó, máy cưa đó. Rồi bye bye nha, hẹn gặp lại nha, quay đến đây thôi.